sang nhượng khách sạn Vũng Tàu. Ngân hàng cho vay 100 tỷ sang nhanh 75 tỷ, diện tích đất 400 m², 20x20, xây dựng 6 tầng có hồ bơi sân thượng. Khách sạn ở chỗ này nha anh chị, mặt tiền đường Phan Chu Trinh gặp hai mặt tiền, nó được xây dựng 6 tầng, sân thượng có hồ bơi, view núi rất là đẹp nha anh chị. Nhìn tổng quát ở chỗ vị trí này, anh chị thấy nó nằm cái đường mà quanh xung quanh núi ấy, đi ra nằm ở giữa, ra bãi trước, bãi sau đi ăn hay leo núi đều rất là nằm ở trung tâm anh chị, thuận tiện kinh doanh nhé.